tấm lòng mấy cô chú thương gì là cô mang ơn lắm. Dạ. Miễn mình sống mình ơn mà nghèo khổ nữa. Do có một chút xíu trục trặc ở cái cây nước thứ hai, khi mà gắn motor vào thì điện yếu quá cho nên là nước nó rất là khó lên, phải ngồi rất là lâu, là từ 2 giờ chiều mà bây giờ là coi như hoàn thành xong hết, là bây giờ là hơn 7 giờ rồi mới có thể đi ra được. Bây giờ vẫn còn đang trên đường đi ra, cái đường này là đường ruộng cho nên là rất ở đây là xung quanh là tối thui hết, không có gì hết. Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Yến tiếp tục đi bàn giao hai cây nước cho hai hộ dân mà hôm trước Yến có chia sẻ là không có nguồn nước sử dụng đó. Dạ thì hôm nay là Yến bàn giao hộ đầu tiên là hộ của cô Nan, hộ thứ hai là hộ của chú Quang, cô Quanh, thì cũng là ở cái xã Sóc Trăng luôn. Bây giờ Yến đang trên đường đi vào hộ đầu tiên là hộ của cô Nan. Dạ thì Yến cũng xin thông báo là hộ của cô Nan là được gia đình cô chú Hậu Tuyết ở bên Canada, ở bên Toronto, Canada gửi tặng 4.500.000 đồng để làm cây nước sạch cho cô. Và Yến xin cảm ơn cô, gia đình cô chú Hậu Tuyết rất là nhiều. Và ngoài ra thì được chú Nguyễn Minh Hùng ở bên Mỹ có gửi tặng thêm 500.000 để chán xi măng cho sạch cái phần mà mình cây nước đó, để cho cô sử dụng. Và hôm nay Yến đến thăm cô Nan thì Yến còn mang theo phần quà của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng cho cô. Đó là số tiền 4.312.000 đồng. Trong đó là có nhóm của chị Trọng, chị Thảo và cô Hương ở bên Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Bác Hoa ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng. Cô chú Nguyên Tường, Nguyên Thiện, Nguyên Từ ở Mỹ gửi tặng 812.000 đồng. Cô Nguyễn Hồng Tuyết ở bên Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Gia đình bác Phổ Chi ở Mỹ gửi tặng 1.000.000 đồng. Và chú Tấn ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng. Tổng số tiền là 4.312.000 đồng. Dạ, và thêm một phần quà nữa đó là 20 kg gạo là 240.000 đồng, là phần này là của gia đình cô chú Hậu Tuyết và cô Sòn ở bên Canada gửi tặng. Và cô Dung Trần ở bên Mỹ thì có gửi tặng thêm một phần nhu yếu phẩm với lại cá mòi là 130.000 đồng, và thêm 1 kg lạp xưởng là của bạn cô đi ở bên Cali Mỹ gửi tặng cho cô Nan. Dạ, Yến xin thay mặt cho cô Nan xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã giúp đỡ cho cô có cái phần quà này và còn có thêm cây nước sạch để sử dụng nữa. Và bây giờ là mình sẽ đi vào trong cái đường nhà của cô Nan. Hôm trước khi mà Yến đi vô thì Yến đi cái đường ở kế bên đây là phải băng vô trong cái lùm cây để đi vô trong đó, nhưng mà hôm ở chỗ này nè, hôm bữa là người ta bốc sình ở dưới sông này nè, bốc lên thì ở khúc này hôm bữa là sình cao lên tới trên đây, mình phải bước cao 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 mới đi vô trong đó được. Nhưng mà hôm nay người ta đã dạt ra hết rồi, cái đường nó phẳng hơn, nhưng mà vẫn còn đường cát với lại sình cho nên là Yến không thể đi xe được, mình vẫn đi bộ. Nhưng mà bữa nay là đỡ hơn rồi đó. Bây giờ mình sẽ lội với cái đoạn sình này để mình đi vô trong kia nha cô chú anh chị. Mấy cái đoạn đường sình này nè thì có một số chú, một số anh có thể chạy được qua những cái đoạn này nếu mà tay lái cứng, còn Yến là chạy vô cái đường này là không có nổi đâu, sình trơn dữ lắm. Tới nhà của cô rồi. Bữa nay con vô con có đem theo quà của cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho cô. Dạ này là 20 kg gạo ha cô ha. Dạ còn cái này là 2 chai nước mắm là mình mua gạo người ta tặng cho. Dạ. Còn đây là cái bọc, cái bọc này là ở trong đây là có đường, muối, bột ngọt, dầu ăn rồi đó. Dạ với lại có cá mòi nữa để cho cô ở nhà cô ăn ha. Dạ. Đó. Rồi cái này là 1 kg đập xưởng. Đây mỗi bọc vậy là nửa ký nè cô. Cô coi thử coi. Đó, để chiên ăn ha cô ha. Dạ. Cái này là mới có ăn chứ nó mua thì đâu dám. Dạ. Đó giờ là có ăn lạp xưởng không cô? Cũng ăn nhưng mà lâu lâu cháo rồi người này kia cho ăn một vậy ấy vậy đó. Dạ. Tết một vậy đó. Dạ, cho một hai khúc vậy đó. Dạ. Dạ. Chứ mua thì đâu có tiền đâu mua. Dạ, vậy bữa nay có 1 kg để chiên ăn ha cô ha. Dạ. Dạ, với có cá mòi nữa. Dạ. Rồi gạo thì để cô đổi cho ăn từ từ ha. Dạ. Dạ con bữa giờ là khỏe không cô?
mấy bữa gầy, mười mấy ngày nay nó nhức dữ lắm, đi không được, đi mắt chống gậy. Dạ trời ơi, ở một mình khổ quá à, không biết sao nữa. Dạ, bữa nay con vô là con làm cây nước cho cô ha. Dạ. Là thì quà với lại cây nước là đều của cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng dạ. cho cô để cho cô sử dụng. Dạ. Dạ. À, phần cây nước là được gia đình cô chú Hậu Tuyết ở bên Toronto, Canada gửi tặng dạ. cho cô 4.500.000 đồng để làm cây nước này. Dạ. Dạ. Ngoài ra thì ngoài cái quà với lại cây nước thì hôm nay con có nhận thêm cái số tiền là 4.312.000 là của cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho cô. Dạ, dạ thì con xin trao chẵn cho cô này là 4.320.000. Dạ, cô đếm dạ. lại giùm con ha. Dạ được. Đó, đếm lại đi cô cho. Dạ. 4.300. Đây là cô này hai tờ dạ. À đúng. Dạ, 4.320.000 ha cô ha. Dạ. Tôi cũng thay lời cảm ơn các cô chú với các Mạnh Thường Quân với cảm gọi là cô Yến nhiều ha. Cái này con đi làm giùm thôi, còn làm này là của cô chú Mạnh Thường Quân tặng cho cô. Biết làm giùm nhưng mà có cô mới có. Dạ. Thấy người cảm ơn mấy cô mấy chú để chúc mấy cô mấy chú được nhiều sức khỏe. Dạ. Mà ăn cho phát đạt, phát tài phát đạt lên dạ. mạnh khỏe đó. Dạ. Chứ con không biết nói gì hơn là dạ. rất là cảm ơn. Dạ thôi cô gắng giữ gìn sức khỏe là được ha. Đừng dạ. khóc nữa cô. Trời ơi, có cây nước mà cô khóc quá chừng luôn thấy không? Trời ơi. Tấm lòng mấy cô chú thương gì là cô mang ơn lắm. Dạ. Miễn mình sống mình ơn mà nghèo khổ nữa. Cô lấy tiền để mua thuốc uống nha cô ha. Với lại có thèm đồ ăn gì thì mua ha. Tiền này là đi bệnh viện được. Không dạ. ta chuyển lên Cần Thơ mà không có tiền không đi. Dạ. Vậy giờ mình có chút đỉnh mình đi. Nhưng mà có bảo hiểm mình cũng phải có tiền. À có bảo hiểm ha cô. Dạ, nhưng mà phải có tiền. Thủ thêm miếng tiền. Mình thủ có lên ta kêu mình đóng thêm ứng đồ vậy đó. Dạ. Rồi hôm đó ta chuyển lên trên ngã 7 nằm 3 ngày. Người ta nói giờ bệnh này ở đây làm không được. Dạ. Chuyển cho cô đi rồi thôi không có tiền á tôi gì à. Rồi người ta bác sĩ mới nói chừng nào cô thấy khó chịu ấy là cô phải lên liền. Dạ. Rồi về đây rồi mình xin thuốc nam mình kiếm mình uống rồi cái nó đỡ á. Dạ. Đều có tiền thì mình đi. Dạ. Dạ vậy cô đi bác sĩ ha cô ha. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, có gì mướn xe đi ra ngoài rồi hả lên xe đi ha. Dạ. Dạ. Vậy là tôi cảm để ơn con, nhiều. Dạ, để con đi ra ngoài con coi cây nước của cô thấy ha. Dạ. Coi nó sao. Dạ. Ở ngoài ảnh đang lắp motor cho cô á. Dạ. Dạ. Ở đây mình đang lắp cây nước. À, bây giờ mình lắp cây nước chỗ phần cây nước là đã chán xi măng rồi đó cô chú anh chị. À, chán cho sạch sẽ cái chỗ đó để mình giữ cây nước cho nó sạch. Bảo quản. À, đợi anh gắn cái motor vào nữa là mình sẽ mở lên thử cho cô chú anh chị xem. Nè cô ơi, cây nước của mình đó là bơm lên rồi đó cô. Bây giờ cô thử coi nước này xài được chưa nha. Đó, cô thử coi. Còn hai nước nó trong khe rồi nè. Đó. Dạ, nước này trong quá tốt rồi cô ơi. Dạ. Vậy là tôi mừng dữ lắm rồi đó. Dạ, nước tốt nó cũng không có hôi á cô. Dạ. Đây con mở con múc nước cho cô. Đây cô chú anh chị coi nè, cái nước rất là trong. Để vô cái chén là nó trong khe luôn. Cái thùng của mình thì cái thùng do cái đáy thùng nó bị vàng cho nên nó là nhìn thấy vàng, nhưng mà khi múc cái chén thì nó rất là trong. Đây là múc chén nào nó cũng trong khe hết. Đó, dạ, mà cái nguồn nước này nó rất là mạnh ha cô ha. Dạ. Dạ, cây này á là khoan rất là sâu cho nên nó là cái nước nó trong mà nó mạnh nữa, rồi nó cũng không có bị hôi. Dạ. Đó bây giờ là có nước xài ha cô ha. Có nước xài mừng quá. Cảm ơn cô chú nhiều lắm nha. Dạ. À bây giờ không cần xài cái nước ở dưới cái kênh đó ha cô ha. Dạ, nghỉ xài rồi đó. Dạ, cái nước ở dưới đó nó dơ quá. Dạ. Mình hoàn cảnh mình không có thì mình phải xài thôi. Dạ. À, cái cây nước này thì Yến cũng đã có CB chống giật rồi cho nên là sẽ không đảm bảo là không có bị sự cố điện xảy ra. Dạ và hồi Yến sẽ kiếm cái gì để che cái motor lại để bảo vệ cái motor của mình sử dụng được lâu dài hơn. Dạ, dạ cái này để kiếm đồ rồi đậy dạ, rồi lại ở đâu để con kiếm đồ luôn cho. Dạ. À, cô ơi nãy cô coi cái cây nước đó là cô thấy cây nước đó là mình sử dụng được chưa cô? Dạ được, tốt lắm rồi cô. Được rồi ha cô nha. Dạ. Dạ rồi. Thì cây nước của cô á nãy con có nói là cây nước là được gia đình cô chú Hậu Tuyết ở bên Toronto, Canada gửi tặng cho cô 4.500.000 đồng dạ. để làm cây nước này. Dạ. Dạ và cô thấy cái cây nước đó xài được rồi đúng dạ. không? Dạ. Dạ. Mừng tốt, nước dạ. tốt lắm. Dạ, nếu dạ. mà xài được rồi thì cô gửi cái tiền này trả cho anh Thợ làm cái nước cho cô ha. Dạ. 4.500.000 Dạ.
Đây gửi trả cho chú. Rồi đủ rồi con. Dạ ngoài ra thì có chú Nguyễn Minh Hùng ở bên Mỹ thì có gửi cho cô 500.000 đồng. Thì cái phần này là để mình chán cái chỗ cái cây nước lại ấy, cô cho nó sạch sẽ cái chỗ đó cho cô sử dụng á. Dạ. Dạ, hồi nãy cô thấy cái chỗ chán nó đẹp không? Đẹp. Đẹp rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi, dạ. Vậy cái phần này cô cũng trả cho anh Thảo luôn nha cô. Dạ. 500.000. Dạ. Vậy đây gửi trả cho anh Thảo. Rồi. Rồi, dạ, đủ rồi ha anh ha. Dạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ rồi, vậy là cái cây đó từ đây là mình có cái nguồn nước đó mình sử dụng luôn ha cô ha. Dạ. À, khỏi cái cần phải xách nước lên rồi phải lóng phèn rồi dạ. Phải đợi nước rồi mới xài được. Dạ. Dạ. Có khi nước kém phải đợi 9-10 giờ đêm nó vô mình dạ. Mới xách được. Dạ. Bây giờ có mình muốn xài giác nào cũng đúng được rồi, mừng quá rồi. Dạ. Con có cài cái CB chống giật cho cô rồi cho nên dạ. Nó là cô chỉ cần bật công tắc lên là xài luôn mà nó dạ. Không có sợ bị điện giật cô ha. Dạ. Bởi yên dạ. Tâm. Rồi. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị thì vừa rồi là Yến đã hoàn thành bàn giao cây nước cho nhà của cô Nang đã sử dụng được rồi. Thì tiếp theo là Yến đến bàn giao thêm một cây nước thứ hai cũng đã khoan xong, đó là cây nước nhà của cô Oanh chú Quang. Dạ thì cây nước này là được gia đình của anh Michael Lê, chú Ninh, cô Nở ở bên Canada gửi tặng 4.500.000 đồng để làm một cây nước sạch cho gia đình của cô chú. Dạ, Yến xin cảm ơn gia đình anh Michael Lê, chú Ninh, cô Nở ở bên Canada đã giúp đỡ cho cái phần cây nước này. Dạ, ngoài ra thì mình cũng được chú Nguyễn Minh Hùng ở bên Mỹ gửi tặng 500.000 đồng để chán cái xi măng cái phần cây nước cho nó sạch để cho gia đình cô chú sử dụng cho dễ hơn. Và hôm nay thì Yến còn mang theo phần quà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi tặng cho gia đình của chú Quang cô Oanh. Đó là phần quà 3.500.000 đồng. Tắc Hoa ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng. Cô Nguyễn Hồng Tuyết ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng. Gia đình bác Phổ Tri ở Mỹ gửi tặng 1 triệu đồng. Chú Tấn ở bên Úc gửi tặng 500.000 đồng. Cô Yvonne và chú Jackie ở bên Pháp gửi tặng 500.000 đồng. Một chị Mạnh Thường Quân giấu tên ở bên Sydney, Úc gửi tặng 500.000 đồng. Tổng số tiền là 3.500.000 đồng. Và hôm nay Yến còn mang theo là 1 ký lạp xưởng là của bạn cô Đi ở bên Cali, Mỹ gửi tặng. Và phần quà của anh Tâm Đinh ở bên Mỹ gửi tặng 370.000 đồng, trong đó có 20 ký gạo là 240.000 đồng, nhu yếu phẩm cộng với cá mòi là 130.000 đồng, tổng phần quà là 370.000 đồng. Dạ thì Yến cũng xin thay mặt cho cô Oanh chú Quang xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cái phần cây nước và những cái món quà ngày hôm nay Yến mang đến cho gia đình. Dạ Yến xin cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Bây giờ Yến sẽ vào bên trong gặp gia đình cô Oanh chú Quang và sẽ trao phần quà cho gia đình cô chú rồi mình bắt đầu mình đi xem cây nước nha. Dạ. Cô ơi, bữa nay con đến giao cây nước cho cô á cô. Dạ, cây nước của cô á là 4.500.000 đồng. Là được gia đình của anh Michael Lê, chú Ninh, cô Nở ở bên Canada gửi tặng 4.500.000 đồng để cho cô làm cây nước nha cô. Dạ, và ngoài ra thì có chú Nguyễn Minh Hùng ở bên Mỹ gửi tặng 500.000 đồng để cho mình chán cái phần cây nước lại, chán xi măng lại cho nó sạch đó cô. Dạ. À, bữa nay con lại thì con còn mang theo phần quà của cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho cô. Ở đây là 20 kg gạo là 20 kg gạo với tặng 2 chai nước mắm. Rồi cái này là nhu yếu phẩm. Ở trong đây là con có mua đường, muối, bột ngọt, dầu ăn rồi đó. Với lại cá mòi nữa. Và đây là 1 kg lạp xưởng. Thăm Mạnh Thường Quân với mấy cô của chú ở bên bển cho cô gửi lời thăm cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bữa nay ngoài phần quà này ra thì con còn mang theo số tiền là 3.500.000 đồng là của cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho cô chú. Dạ đây. Này 3.500.000 cho cô gửi lời thăm mấy cô mấy bác ở bên bển. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cô đếm lại có đủ chứ cô? Đếm lại giùm con nha. 3.500.000 á. Đủ rồi. 7 ha, 7 tờ. Dạ đủ rồi ha cô ha. Dạ, bữa nay con không thấy chú cô, chú đâu rồi cô? Chú đi làm mướn không? À đi làm gì cô? Bữa nay làm gì? Không, đi đèo dừa và bẻ dừa cho người ta. À đi bẻ dừa. Dạ. Bữa nay thì anh Thợ xuống là gắn motor với lại bơm lên cho nó lên nước cho cô sử dụng ha. Dạ bây giờ con đi ra ngoài con coi làm xong chưa. Chị nào xong thì con kêu cô ra. Dạ cô cứ ngồi nghỉ đi, không cần ra đâu ha. Dạ. Rồi, để chút con dọn cái này cho. Dạ. Ở đây là anh đang gắn motor ở bên đây nè cô chú anh chị. Nước mình khoan ở bên hông nhà. Yeah.
Này, thì cây nước của chú Quang với lại cô Quanh thì mình cũng có được chú Nguyễn Minh Hùng ở Mỹ có gửi tặng 500 ngàn để chán cho nó sạch lại cái phần này. Này, này mình chán xi măng lại cho nó sạch để dễ sử dụng. Bây giờ mình lắp motor, mình mồi nước lên. Để anh lắp xong thì Yến sẽ mở lên cho cô chú anh chị xem. Dạ thưa cô chú anh chị, thì khi mà Yến đến làm bàn giao cây nước nhà chú Quang với lại cô Quanh thì có chút xíu trục trặc. Nguyên nhân là do cái nguồn điện ở bên trong đây thì yếu quá, cho nên nó là cái nguồn nước nó chạy motor nó không nổi, điện yếu quá. Thì anh nữa là với anh Thọ là cố gắng làm từ hồi 2 giờ chiều mà tới bây giờ là 6 giờ mấy tối rồi. Mà cái nước nó vẫn chưa có ổn định để cho gia đình sử dụng nữa. Thì nước phải lên ổn định thì mình mới có thể xài lâu dài được. Chỉ cần nó lên một lần ổn định thôi là sau này làm mở lên là xài luôn rồi. Và giờ này thì ai cũng đói cũng mệt hết trơn á, nhưng mà cũng cố gắng làm cho xong để bàn giao cho gia đình cô chú sử dụng. Dạ. Bây giờ thì hiện tại đã 6 giờ mấy rồi, trời cũng sắp tối rồi. Nước lên rồi á chú. Dạ. Bây giờ là nước đã lên rồi cô chú anh chị, nhưng mà nó cũng còn hơi yếu. Thì cái này là Yến phải chỉnh thêm cái nguồn điện lại để cho cô chú sử dụng ổn định hơn. Dạ bây giờ thì trời tối mà bây giờ là trời chuyển đen thui hết trơn rồi, sắp mưa rồi. Dạ. Thì Yến với anh đội thợ là phải giờ phải về thôi, tại vì đường rất là khó đi. Ở trong đây là Yến ở trong đây hiện tại là đang nằm ở giữa ruộng luôn, đoạn đường đi gai rất là xa, cho nên là phải tranh thủ về. Dạ. Thì bây giờ là cái nguồn nước là đã lên để sử dụng được rồi, nó còn hơi yếu một chút do cái nguồn điện. Thì cái nguồn điện hiện sẽ bữa sau là anh nữa sẽ quay trở lại để chỉnh cái nguồn điện lại cho nó ổn định để mình sử dụng cho nó tốt hơn. Dạ, nhưng mà tạm thời là cô chú vẫn có cái nước sạch để mà mình sử dụng rồi. Cô chú ơi, thì sau khi mà mình làm motor từ chiều giờ thì cuối cùng là đã lên nước rồi. Dạ, mặc dù là nó hơi yếu một chút nhưng mà cũng có cái nguồn nước sạch cho cô chú sử dụng ha. Dạ, thì để anh thợ nói là sẽ chỉnh sửa lại cái nguồn điện để cho nó mạnh hơn. Do là cái nguồn điện ở trong đây là thuộc cái vùng sâu vùng xa, câu quá xa cho nên cái đường dây nó quá yếu. Cho nên cái nguồn nước khi mà lên thì nó cũng không có được mạnh. Dạ. Nhưng mà mình cũng có nước để xài rồi ha con chú ha. Dạ. Thì cây nước của mình đó là 4.500.000 đồng, là được gia đình của anh Michael Lê, cô chú Ninh và cô Nở ở bên Canada gửi tặng 4.500.000 đồng để cho cô chú làm. Dạ, nếu mà cô chú thấy cây nước đó được thì cô chú trao tiền cho anh thợ ha. Dạ. Dạ. Trao tiền, cảm ơn. Dạ. Rồi đủ rồi. Ngoài ra thì còn cái phần mà chán xi măng thì được chú Nguyễn Minh Hùng ở Mỹ gửi tặng 500 ngàn để cho chán xi măng cái chỗ mà làm cây nước cho sạch đó cô chú. Dạ. Dạ. Phần đó là 500 ngàn hả cô ha. Dạ, vậy cô trao cho anh Thọ 500 ngàn giùm con ha. Dạ. Giao cho chú. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi. Dạ. Dạ, rồi cô chú yên tâm ha. Rồi dạ. Từ đây trở đi là mình cũng có cái nguồn nước sạch để xài rồi. Còn cái về cái đổ nước thì cô chú yên tâm là tại vì bây giờ trời tối quá tụi con phải về. Rồi sáng ngày mai là anh em đội thợ sẽ vô chỉnh sửa lại cho nó ổn định cho cô chú xài luôn ha. Dạ. 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 Cho cô chú gửi lời thăm cảm ơn. Mạnh thường quân. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị, thì hôm nay là Yến đã hoàn thành bàn giao hai cây nước. Do có một chút xíu trục trặc ở cái cây nước thứ hai, khi mà gắn motor vào thì điện yếu quá cho nên là nước nó rất là khó lên, phải mồi rất là lâu, là từ 2 giờ chiều mà bây giờ là coi như hoàn thành xong hết, là bây giờ là hơn 7 giờ rồi Yến mới có thể đi ra được. Bây giờ vẫn còn đang trên đường đi ra, cái đường này là đường ruộng cho nên là rất ở đây là xung quanh là tối thui hết, không có gì hết, cho nên là Yến phải đi về gấp. Dạ, Yến thay mặt cho hai hộ gia đình xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho hai hộ dân có cái nguồn nước sử dụng. Và dạ, Yến xin cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều.
Dạ, Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.